Wow, mọi người ơi, mọi người nhìn này, đội quân Titan đầu cái loa, úi rồi, lại có cả thêm TV này. Trên tay anh ấy là hai con dao găm và khẩu súng laser. Úi giời ơi, xịn chưa? Trên đầu anh ấy là cái loa và khẩu súng laser này. Để xem nào. Còn đây là anh Titan đầu cái loa, có cánh tay vàng. Úi giời, anh này thì không có gì hết, level 1 thôi. Còn đây là anh Titan đầu cái loa, cánh tay anh ấy có cái kiếm. Còn đây là anh Titan đầu tia laser. Ba đội quân Titan đầu cái loa sẽ chiến đấu với, wow, chiến đấu với cả Titan TV. Wow, đội quân Titan TV hôm qua vừa đánh bại được đội quân Cameraman. Hôm nay không biết nào đây. Wow, hôm nay có thêm chị TV Girl này. Chị TV Girl là người ngoài hành tinh này. Ui trời ơi. Và anh TV Man này, đầu của anh ý là cái TV có thể bay ra ngoài và bắn tia laser được. Vô cùng là xịn luôn. Bây giờ thì mọi người hãy dự đoán xem là đội quân nào giành chiến thắng nhá. Cuộc chiến bắt đầu mọi người ơi. Cả anh Nam vào nhau rồi. Ủa, đội quân Titan đầu cái loa này còn có mỗi hai anh thôi, là anh Laser và anh Titan có cái TV. Titan đầu cái loa có TV. Ui, cả anh chạy hết vào đây rồi. Khoan nào. Ui, vào đây là dễ bị mắc kẹt lắm. Ra đi. Rồi ra nào. Ra, đúng rồi. Ui, mắc hết rồi. Ra đi. Mắc hết rồi kìa. Mình này cân hết à? Một mình này cân hết mọi người nhá. Anh bị đang đóng băng à? Nó bị sao đây? Xuống rồi rồi nha mọi. Cứ chạy vào kia à, ghét thế nhở. Ui cổ dài thế. Cổ chị TV ma TV girl này dài thế. Ui thấy không? Cái đầu TV bay này. Úi giời ơi. Úi anh này cũng có đầu TV cũng đóng băng được luôn. Wow, bắn tia re ghê chưa? Ui dùng dao đâm kìa. Đâm này, đâm lại. Wow. Ai thắng đây? Đi ra ngoài này. Ở trong này là dễ bị mắc kẹt và bị rơi đất lắm. Ra đây. Ra đây nào. Ra đây. Rồi đánh vào đánh nhau đi. Anh này lại vào đây rồi, lại mắc rồi. Ra đây, đúng rồi. Tia sáng màu tím luôn. Cánh tay, ô. Anh ấy bị tiêu diệt rồi, Ra cái, Anh này sau khi bị tiêu diệt thì mất đầu luôn mọi người ạ. Mất đầu luôn này. Ô, anh kia chạy đâu rồi? Ồ, cái anh Titan đầu cái loa và có 5 cái tivi chạy mất đầu rồi mọi người ạ. Như vậy là hôm nay đội quân đã Titan đầu cái loa và có 5 cái tivi giành chiến thắng mọi người nhá. Đánh quá hay luôn.